Ok. Nói chung là không có content gì nhiều hết á, cho nên là mình làm delete vũ khí. Ok. Rồi. Thì đây sẽ là delete vũ khí 4 sao và 5 sao, cho nên các bạn có thể ignore 1, 2, 3 sao đi ha. Thì những cái cây vũ khí này nó sẽ được chia vô 5 cái tier. Ok. Thì mình cũng sẽ quy định luôn cho các bạn là mỗi tier nó có sẽ có ý nghĩa như thế nào ha. Đầu tiên TD. Không, TS đi, mình đi TS xuống đi. S. Mạnh và lớn. Đây sẽ là tier dành cho những cây vũ khí mà các bạn chỉ có thốt lên là mạnh bờ lờ thôi. Nó có thể là những cây vũ khí nào, nó có thể những cây vũ khí mà bạn hỗ trợ cho team tốt nhất, hỗ trợ cho những con mà nó cầm mang theo tốt nhất và nó gần như out trình các cây khác. Ok không? Rồi. À thì nó sẽ là mạnh. Ừ. Mạnh ở đây á, à mình quên luôn, mới nói là 4 sao sẽ là 4 sao R5 và 5 sao sẽ là 5 sao R1 nha, quên nói. Là mạnh, A là mạnh. Mạnh có nghĩa là gì? Sức mạnh nó có nhưng nó không được S. Đơn giản vậy thôi. Tức là nó sẽ bị một vài điểm yếu làm cho nó không thể S được. Một vài điểm trừ á, chính xác là một vài điểm trừ. Có thể là về mặt số lượng nhân vật nó có thể sử dụng nó, hoặc là nó có bị thay thế được không, kiểu kiểu đại loại vậy. B, cái tia này là tia mà sẽ nhiều cây lắm nè, cũng được. Đó. Đây là tia cũng được, thì đó giải thích tên đã nói là tất cả. Đây là những cây vũ khí cũng được, tức là sao, sức mạnh ổn, điểm điểm trừ nó sẽ nhiều hơn thằng A. Ok. Và khả năng thay thế nó nhiều. Ok. C. Bình thường. Cũng được ha. C thì mình sẽ là sao ta? 3 chấm đi. Ừ. Đây là những cái cây mà nó gọi là sao ta? Không hợp thời hoặc là không hiệu quả cho chính nhân vật mà nó design vào. Ok. B. Này gợi ý được nè. B là bình thường. C cũng tạm. Ừ. Đó. C và cook. Rồi D nè. Đó, cũng tạm. Tức là những cái cây mà nếu như mà bạn không có những cây nằm ở trên thì bạn xài nó cũng tạm. Được, cũng tạm. Là tạm thôi nha. Ừ. D. D đi viết tắt chó gì ta? D các bạn, D thì chó gì? D thì nó sẽ là những cây hạng D, là những cây phế. Đấy sao? Ok, đấy sao? Được luôn, ok. D cho đáy xã hội ha. Rồi. Ok chưa? Và dục. Dục nè. Rồi, đáy xã hội đi. Rồi, thì những cái cây mình sẽ so là mình sẽ so tất cả tổng quan về cây đó ha, từ những cái khía cạnh về sức mạnh, và tất nhiên là sức mạnh là chủ yếu rồi. Ở và khả năng tiếp cận, khả năng tiếp cận nó ha, và độ rộng, nói chung là những cái thứ all around. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi từ, bây giờ các bạn muốn là mình đi hạng vũ khí nào? Tất nhiên là mình sẽ đi một mạch 4 sao 5 sao, nhưng mà mình sẽ đi theo class vũ khí nha, ví dụ kiếm đơn, trọng kiếm các kiểu á. Thì bây giờ các bạn muốn mà là mình đi hạng nào trước nè? Kiếm đơn, trọng kiếm, thương, pháp khí, cung. Đó, giờ các bạn muốn đi nào trước? Đi nào trước nè?
Cho xin bốt được ta. Rồi. Não ít nhất trước. cái gì mà không cần não bạn. Kiếm đơn ha, mình theo theo class vũ khí đi cho nó dễ, để mình dễ mình kia ha. Rồi, kiếm đơn trước ha. Rồi. Hạng kiếm đơn. Chúng ta vào đây trước, kiếm đơn 4 sao trước đi. Lưỡi kiếm Narcissian Cruz. Có trong này không? Không có luôn hả? Từ từ nha. Để mình check chút xíu. À đây. Cái cây kiếm đơn 4 sao. Bà nó ơi, nó mù luôn, nó không thấy hình nữa chứ. Cái cây đó hả? Cái cây đó các bạn sưu tập về đi ha. Má nó còn không có trong đây nữa. Nó còn không có trong đây nữa, bỏ qua. À, mình đi từ danh sách này đi ha. Danh sách này đi cho nó dễ chứ. Rồi. Đầu cái này là. Rồi, để kiếm đơn nè. Aminoma. Aminoma. Các bạn nghĩ nó sẽ ở đâu? Cho để mình để cho các bạn dễ đi. Aminoma. Tản đao Aminoma. Đây. Sau khi thi triển kỹ năng nguyên tố nhận một ấm chủng, hiệu quả này 5 giây kích hoạt một lần. Nói chung là hồi điểm năng lượng đó. Và nó là cái tỷ lệ á. Sao? Bạn để nó ở đâu? Đối với mình á thì cũng tạm. Đó là C. Bởi vì một cái điều á là đây là một cây về mặt bản chất nó là cây rẻ. Tỏa ra mà đồng ma là cây rèn. Đúng ta? Rẻ. Và nó được cũng tạm dành cho Ayaka thôi nha. Khi mà bạn Ayaka có bạn mà lên nâng cấp lên 5 sao coi như cúc. Ok. Cho nên là C cũng tạm là đáp án cho cây này ha. Rồi. Tiếp theo. Chúng ta có đây cho các bạn nào. Không phải Isin đâu. Chưa tới mình Isin đâu. Đâu rồi? Ánh sáng này. Ủa nó đâu rồi? Đây, hắc nham trường kiếm. Hắc nham trường kiếm. Cái cây mà nó chỉ có nằm trong ý nhầm. Rồi. Hắc nham trường kiếm. Đây là cái cây mà tăng tấn công nè. Sau khi đánh bại cái địch ha. Xét thêm bộ kích 4 sao nè. Và cây này nằm trong đâu? Trong cửa hàng á. Vậy. Nội tại quá yếu. Quá đắt. Thật. Cũng tạm hả? Cũng tạm hả? Shop Tinh Huy mà. Các bạn muốn lấy lúc nào cũng được đúng không? Nhưng mà ai lấy? Các bạn bây giờ có dám hy sinh 7 rôn ra để 5 rôn chứ nhỉ? Đúng không? Chính xác là 5 rôn, 24 Tinh Huy. Để các bạn lấy cái này không? Lời khuyên của mình là không nhé. Đừng nhé. Đốn lắm. Lấy xã hội. Đừng nha. See for great value. Đó. Không, đừng như vậy. Rồi. Mình sẽ có một cái cây nữa.
Nói chung là dạo này cũng hơi hơi ít con thoi chu sa. Đây, con thoi chu sa để đâu, để đâu các bạn? Đối với những anh em nào chưa làm event thì quên cái này đi. Đối với anh em nào mà đã làm nhiệm vụ cây này rồi, đây là cây B bình thường. Thật ra cái chữ B bình thường này cũng không đúng lắm nha. Nó sẽ nằm là ok đi. Ok đi, nó sẽ hơn cái chữ cũng tạm em chút xíu. Ok. Đây là cây kiếm đơn gần như là duy nhất dòng phòng thủ. Và nó có hai nhân vật co dùng cái này, Kyuri và Abido. Đúng không? Trừ khi bạn có cả trấn của, và con thoi chu sa này là trấn của Abido cho đến khi bạn cầm được cái trấn Kyuri đem về. Đó. Cái thật ra là do là cái con thoi chu sa này nó ngách, nó quá ngách. Và option của nó đủ mạnh để nó hơn được cái cây trước đó của Albedo là gì ạ? À? Thần kiếm là mình. Đúng không? Chỉ có điều là Albedo không mạnh. Kyuri bình thường. Đối với mình cũng hơi bình thường, tức là không, so với là một con 5 sao limit thì hơi bình thường. Đúng không? Trời. Kiếm là Mao đã bị thay thế đúng không? Đúng chính xác. Cho nên là mình sẽ để đây ở B, bởi vì gọi là sao ta? Nó là một cây rất dễ có, trừ khi bạn không làm event thôi, đúng không? Ai có sẽ có và ai không có sẽ không có. Độ hiếm của nó thì cũng ok, mà ai đó có là cũng có rồi, năm rồi đúng không? Sức mạnh của nó là thuộc dạng là trừ khi hơn nó chỉ có thể là trấn của Chiori thôi, ok không? Hơn nó chỉ có thể là trấn Chiori, không 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 còn một cái gì khác nữa. Rồi tiếp theo. Lại một cái event, lại một cái event nữa, đọc tên đúng coi nào. Răng nanh rỉ sét 1.2. Cái này ở đâu ạ? À? Cây này ở A luôn á. Cây này ở A. Bạn nào chưa, rất tiếc cho bạn nào mà không làm event 1.2, hoặc là các bạn mua acc về mà trong acc các bạn không có cây này. Đây là một cái cây mà mạnh cho ai? Tại sao mà để ở A? Bởi vì cho ai? Cho ai ạ? À? Cô đi nè. Nhân vật tí ít trong cái game này. Đây là cây bể phu siêu mạnh luôn. 4 sao mạnh. Còn những bạn nào chưa có thì buộc lòng mà các bạn phải lui về Tây Phong thôi. Đúng không? Đúng không? Cái cây này chỉ số ổn, nó là nạp, nó tăng kỹ năng nguyên tố, nó free. Nhưng trước khi mà Furina ra mắt á, cây này thuộc dạng là cũng tạm nha, nó là ở C nè. Trước khi có Furina nó ở C, nhưng mà Furina nó có một cái là nó A liền. Đơn giản là gì? Furina nó mạnh các bạn. Giá như nè, giá như mà Chiori hoặc Albedo mà nó mạnh đi, cỡ cỡ phu á, chuyện này lên ngang hàng. Không, mày xuống đây. Ok chưa? Rồi
như cây răng nanh rỉ sét ở A thì tay phong kiếm ở đâu? Đúng không? Cãi gì nữa. Đúng chưa? Tay phong kiếm là phải ở đó, không cãi. R5 dễ không? Dễ điên. Cứ gọi là sao ta? Cứ 17 ngày một cây á. Các bạn thở ra là các bạn có một cây. Thậm chí bây giờ là các bạn có thể có cả hai bộ, mỗi bộ 5 cây cơ. Hai cây R5 á, ý mình là hai cây R5 á. Option thì khỏi bàn rồi ha. Mình đi. Con nào cũng cầm ha. Hở tí là về Tây Phong, hở tí là về Tây Phong, hở tí là về Tây Phong. Mấy nạp. Đúng không? Khỏi bàn. Ok. Rồi, cái này cái gì đây? Chúng ta có phải thi sáng không? Phải thi sáng. Cây này là đâu để mình xem. Nhạc khúc biển sâu. Đây các bạn, hình của nhạc khúc biển sâu. Option. Khi thi triển cái năng nguyên tố tăng tấn công, cung cấp khế ước sinh mệnh. Khi xóa khế ước sinh mệnh sẽ tăng tấn công. Cây này ở đâu? Chúng ta đang ở phiên bản 4.6 và hiện tại chưa có một nhân vật nào sử dụng được cây này. Chúng ta chưa tới 4.7, chưa có chlorine. Chừng nào có chlorine thì mình đoán thôi ha, không liếc nha. Nó có thể lên B hoặc C. Ok. Coi như là một cây gọi là bẫy phu cho chlorine cũng được. Còn bây giờ nó D đã. Ok. Rồi. Ống đồng. Cây ống đồng. À. Cái ống đồng này thì thuộc C. Nó không quá mạnh đó. Thứ nhất là nó cũng chỉ dành cho phu thôi. Thứ hai là nó yếu hơn kìa. Sustain Ayaka đi Kokomi. Ống đồng này á, ống đồng này thì chỉ có một target thôi. Nó rẻ đúng, nó rẻ hơn cây này nhiều. Nó rẻ hơn cây răng đi sát nhiều bởi vì ai cũng có được. Chỉ cần các bạn tốn vài tiếng đồng hồ mỗi ngày các bạn đi đi câu cá là các bạn có rồi. Còn cây này là chỉ có những ai được chọn. Chỉ có những ai được chọn mới có thôi. Rồi. C. Cho cây ống đồng này ha. Thiết phong kích. À, không mua được thời gian. Cầm cái đồng hồ lên tua tua rồi xong rồi gì. Thế phong kích ở đâu? Thật ra nhá, trước phiên bản 4 chấm chúng ta đặt thiết phong kích ở đây. Bởi vì một điều là đây là một cây vào cái thời điểm đó meta tinh thông. Meta của những con nhân vật sinh ra mà bất tinh thông rất nhiều. Đúng không? Đây cho các bạn xem lại cái option của thiết phong kích. Đây, trong 6 giây sau khi kỹ năng nhân tố, sát thương nhân vật tăng 12% cộng dùng 2 lần là 24%. Và đây là một cây tăng tinh thông. Đúng không? 510, 165. Đây là cây kiếm đơn tinh thông dễ nhất mà các bạn có thể tìm được. Cho nên nó ở B bởi vì nó ok.
Đó là khi các bạn cần tìm option một cây kiếm đơn có tinh thông thì đây sẽ là một cây rất tốt để có thể cho các bạn một cái nguồn tinh thông lớn gần như ngay lập tức cho một con nhân vật và bay tấn công ổn chứ không phải bay 4-5-4 nha. Đấy, vì vậy nó ở B, nhưng mà bây giờ ở thời điểm này ít rồi, không còn là meta nữa khi mà chúng ta không sử dụng những đội hình hệ thảo, chúng ta không sử dụng những con kiếm đơn cầm những cây như thế này, chúng ta vẫn có những cây khác thì nó mình không để ở D, mình để ở C cũng tạm nha, bởi vì các bạn vẫn có thể xài được, không vấn đề. Nó là một cây tăng tinh thông một cách ổn định luôn, cho nên nó sẽ ở C ha. Ok không? Đối với mày nó ở C. Isin. Chà, cây này Isin ở đâu ạ? Isin không lên B được. Một là cũng tạm, hai là đấy xã hội thôi. Trời ơi, giờ nó sao ta? Mã ngoài của nó cứu nó đó. Đối với mình nha, mã ngoài của nó cứu nó đó, đúng không? Chúng ta hiếm có một cái cây nào mà ngoại hình đẹp như thế này, đúng không? Nhưng chúng ta cũng không có cây nào mà không thể R5 như cái này. Buồn không? Giờ sao bây giờ? Ngoại hình nó là cây trong cốt truyện luôn á, nó là cây được tặng trong cốt truyện luôn, mà chỉ R1 không R5 được thì các bạn sẽ để nó ở đâu? Vẫn sẽ có một số bạn cầm Ayaka buộc cầm Ayaka chơi Isin cũng có, Kayoha Isin chơi đúng cốt truyện cũng có, kiếm đen cũng đâu rồi kiếm đen cũng đâu rồi năm được, nhưng mà nó mã không đẹp em. Đây là một cái cây mà giờ nói chung là mọi người cũng đã biết cái cây này rồi, tức là vẫn có người xài. Giờ để nó ở đâu? Thôi mình để ở ngoài không cứu được mày à. Thôi cho mày đầu D đó, ít nhất là mày rẻ hơn hai cây còn lại. Ok không? Rồi. Kiếm rồng. Kiếm rồng sao ạ? Mình sẽ để nó ở đây, trên này một chút. B. Kiếm rồng là một cái cây mà nó có cái cũng là một cây tinh thông như thiết phong kích, nhưng bay cao hơn thiết phong kích, đúng không? Đây cho các bạn xem ha. Đâu rồi? Tiếng hét của rồng. Đâu? Sorry mọi người, nhầm với thương đồng. Mình nhầm với thương đồng. Đây là một cây 50, tỷ lệ tấn công có tăng tấn công và nó tăng sát thương do cái đợt nước hỏa hoặc lôi. Đây là cây mà các bạn có thể sử dụng ổn cho những con nhân vật, ví dụ như là kể cả những con ví dụ như Ben cũng được, hoặc là những con mà thường là các bạn chơi hỏa lôi á. Đấy thì ở vị trí của mình thì mình thấy cây kiếm rồng này thật ra nhá, nếu mà xét đi xét lại thì nó ở B là ok này. Cây em mới gửi tia nào hả? Cái cây mà của nhà hai phá thì anh để ở ở C nha em. C for good.
rồi, tại nó không được sử dụng nên người ta thường là hiệp sĩ bóng chày cái kiểu. Ok, trở lại vấn đề ha, thì đây là một cây cũng được ở mức ok, bởi vì các bạn có thể sử dụng nó, bởi vì nó có tăng tỷ lệ tấn công cho những con dùng tấn công và chơi hỏa lôi cũng khá tốt. Rồi năm được rồi. Mẫu chạm nhem ở đâu à? Cây rèn này ở đâu à? Mẫu chạm nhem ở đâu à? Cái cây đồng hành chúng ta trong những ngày đầu tiên à? Rẻ ơi rẻ, hoặc đắt ơi đắt. Tại vì đơn giản là chắc gì các bạn đã lấy đi cái phôi của nó. Cũng tạm. Ok, mình sẽ để nó cũng tạm. Bởi vì xét đến khả năng là chúng ta đã từng phải sử dụng mẫu trảm nham, nhất là cho min, đặc biệt là min nham vào thời điểm đầu, đúng không? Thì đây, khi mà cái bay buôn vũ khí của chúng ta quá yếu, thì tự nhiên có một cây 4 sao mà free, chỉ cần chúng ta có phôi thôi, phôi đánh boss, đúng không? Ai hơn ra hơn thôi. Nhưng mà thôi thì nó cũng coi như là một đoạn kiếp, để nó xê cũng tạm ha. Cây này hồi được tặng dùng suốt à. À, vậy là chọn mẫu chấm nham đó. Rồi tiếp tục, chúng ta có một cây kiếm đơn nữa là đâu rồi, cái cây này hình như là trường kiếm tông thất, không nói nhiều ha, trong không nói nhiều. Nếu như các bạn đã tốn tiền, ý mình là đã tốn tinh huy để ra vũ khí á, thì làm ơn đừng roll cây này nhá. Nhá. Đừng roll nhé. Lộn, đừng mua nhé. Nhá. Thà giờ nếu các bạn mua cái gọi là hắc nham đi. Ok, mình còn suy xét, mình còn cảm giác nó cũng có hợp lý, mà các bạn mua cái này là không được nha. Đừng. Đẩy nha, đẩy, đẩy của đẩy luôn nha. Rồi. Kiếm tới lễ. À, thằng này. Ở đây. Tính ra là kiếm tới lễ chỉ cho hai đứa cầm à. Đúng không? Có hai đứa cầm cái này à. Hai đó là ai? Sinh và Kazuha. A à, hả? Phải ao. A à, hả? Sao S được hả? Gọi là rẻ, như gọi là độ tiếp cận dễ, thì nó như kiếm Tây Phong luôn. Kiếm tới lễ thì nó lại cho các bạn được 2 E để búp con Xin Chiêu lên, đẩy con Kaiju 2 box giả lập C1. Tây Phong hơn xa đúng không? Rồi ok, cho nó A. Đây là một trong những cái cây mà các bạn nên có tầm 2 cây R5 như Tây Phong vậy, 2 cây R5 để các bạn có thể 2 cây R5 level 90 để các bạn tùy biến trong những cái đội hình. Tại vì khả năng các bạn phải cầm hai đội hình, mỗi đội hình cầm cây tế lễ, giá như có thương tế lễ thì hay biết mấy. Rồi chúng ta có kiếm gỗ. Đây là trường hợp hay này. Nó ở đâu? Kiếm gỗ sẽ ở đâu? Mình sẽ cho nó ở đầu B hoặc đuôi A. Các bạn muốn để như thế nào? Đây là một cây 565 hiệu quả nạp.
và nó cho các bạn 120 tinh thông nếu các bạn chơi với đội hình hảo. Đây là cây rèn luôn nhé. Cho nên là đây sẽ là một, đây là một cây thường á, là các bạn sẽ thấy là nó đi chung với Ben, được sử dụng bởi Benet, được chủ yếu là Benet thôi. Nếu mà Benet đi chung với đội hình hảo, hoặc không nếu như mà các bạn phải tham gia những cái content thể loại là các bạn phải cầm 4 sao đồ. Cái này mạnh hơn Tây Phong, bay cao hơn Tây Phong, và nó phù hợp cho Benet, cho nên mình sẽ để nó ở đuôi ao. B for Benet à? Ok. B for Benet à? Rồi, tiếp. Kiếm Giáng Lâm. Phải cái này không? Ờ, nó rồi, là nó rồi. Kiếm Giáng Lâm. Vì tôi không có PlayStation. Vì tôi không có PlayStation. Không biết nói gì. Bản thân cái này á, nó có cái option điều kiện kích hoạt xàm xí rồi ha. Thứ hai là chỉ có những người giàu họ có, nhưng mà người giàu họ cũng muốn chơi cái này. Nhà lữ hành tăng 66 phần điểm thì nó cũng không phải là một cây mạnh. Và nó càng không R5 được, đúng không? Ừ, đây là một trong những cây cũng không thể R5 được này. Và sức tấn công 440. Thua. Xét về sức mạnh, cây này ở đây. Xét về độ giàu có của cái ạc, có cái này cho B đó. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ xét trên sức mạnh của nó thì nó là D. Độ tiếp cận của nó gần như bằng không luôn. Bây giờ là hình như mất hết hết cái vụ đó rồi phải không ta? Hết rồi phải không? Rồi, chúng ta tiếp đến tia sáng nơi hẻm tối. Đây là một cây cũng tinh thông luôn. Bay 620. Bay 620. Ở đâu ạ? Giáp B for Benet. Nhưng mà sẽ ở đây nha. Nó sẽ ở đây thôi. Mặc dù á, tại cái cây này nó bị, nó thua cái kiếm gỗ chỗ nào. Cây này phải run ra. Nó không như mấy cây Tây Phong, nó không như mấy cây Tế Lễ là không phải thở tí là bạn ra, mà là bạn phải roll trong banner. Mà hình như cũng, mà nó cái tỷ lệ nó cũng ngặt nghèo lắm. Mà thường á là cây này ra trong những banner vũ khí mà bạn không muốn roll cơ. Khó. Nhưng mà điểm cộng là bạn chỉ cần một cây thôi. Lỗm rồi. Và bay của nó, đây là cây duy nhất bay 620. Tức là đây là cây 4 sao duy nhất mà Bennett cầm được để có full nhiều nội tại. Để có được đủ cái lượng bay attack để nó chơi nó hơn cơ của mấy cây khác. Đó. Roll ra là có à nha. Rồi. Chúng ta còn gì đây? Kiếm đen. Kiếm đen ở đâu? Kiếm đen ở đâu ạ? Kiếm đen ở đâu ạ? Đây là cây kiếm Battle Bat. Và nếu như các, mình sẽ để nó ở đây. Cây này B, một trong những cái cây Battle Bat mình đánh giá cao, vì đây là cây có tỷ lệ có gây ra sát thương. Và cây này về mặt lý thuyết các bạn phải chi tiền cho nó, và về mặt lý thuyết các bạn phải chi thời gian cho nó, tức là bạn phải chi 5 phiên bản để các bạn có được một cây kiếm đen R5.
nhưng mà sẽ cho các bạn cái lượng sát thương mà các bạn có thể chấp nhận được đối với những cái nhân vật ví dụ như Ayaka. Ayaka kiếm đen không không thiếu nha. Beefy. Ayaka kiếm đen không thiếu và nó ổn, vẫn ổn. Ok. Rồi. Kiếm sáo. Mà có nên tạo ép cho nó không? Ok này ai cầm? Một trong những cây sinh ra ngay từ đầu, một trong những cây xuất hiện ở nhiều banner nhất mình có thể nghĩ tới, một trong những cây mà bạn hở tí là bạn ra, và một trong những cây vô dụng nhất khi bạn cầm. Rất tiếc mày phải ở đó thôi, mày không đi đâu được. Rồi cái dù. Dù này ở đâu? Dù này ở đâu mọi người? Dù này ở đâu? Ở B cũng được. Mình sẽ để nó lên trên này. Ok. Ok. À, một trong ba cây trấn của Aoi Thâm. Đúng không? Một trong ba cây trấn của Aoi Thâm. Mà khi các bạn xem những content liên quan tới speedrun hay này nọ thì Aoi Thâm cầm cây cây dù này không khác, Kokabo này không khác gì một anh Hải cầm cây trấn cả, anh lá cả. Cây dù hả? Nội tại của cây dù à? Đây. Cây dù là một cây có 5, 10, 165 tinh thông y chang thiết phong kích luôn. Sau khi tấn công trước cây địch sẽ khiến một cây địch trúng đòn chịu trạng thái dù giấy tắc quái, duy trì 10 giây. Trong thời gian duy trì, nếu cây địch đó bị tiêu diệt sẽ giảm thời gian chờ, xóa thời gian chờ và tăng 32% sát thương của người trang bị gây ra cho cây địch trong trạng thái này. Có nghĩa là trong 10 giây bạn sẽ được tăng 32% sát thương. Cây này là cây event. Hãy cầm thần kiếm 3 sao. Đó là một cái nhận định gây tranh cãi nhé. Nó mà nhận định vậy. Đó là thật ra là này cũng tùy skill thôi, nhưng mà đây là một trong những cây mà vẫn xài được, đúng không? Xài tốt đối với lại Hải. Và nó hơn được cây thiết phong kích ở chỗ là ngưỡng sát thương nó gây ra nhiều hơn thôi. Và nó là cây event. Đúng không? Và nó là cây event. Rồi. Cái này cái gì đây? À. Chúng ta có tia sáng rồi. Nanh sói. Nanh sói. Battle Pass new. Sau phiên bản 4 chấm thì chúng ta có cập nhật thêm Battle Pass, thì đây là cây nanh sói, cũng là một cây tăng tỷ lệ ở 27.6. Sát thương kỹ năng nguyên tố, kỹ năng nổ gây ra tăng nè. Khi kỹ năng nguyên tố trúng cây địch tỷ lệ bạo kỹ năng nguyên tố tăng, kỹ năng nổ trúng cây địch tỷ lệ bạo kỹ năng nổ tăng. Còn dồn tới đặt 4 lần. Sát thương tăng 32%, tỷ lệ bạo tăng 16% nếu như trúng 4 lần. Kỹ năng bạo kỹ năng nổ cũng tăng tối đa 16% nếu như mà quy được 4 lần. Hai ứng trên duy trì trong một giây tối đa cộng dồn 4 lần. Thì đây sẽ là một cái cây mà cho các bạn nào xài kiếm đơn tốt được. Mình sẽ đánh giá cây này ngang với lại cây kiếm đen, vì nó là battle pass chung với nhau hết. Đó. Và tuy nhiên nhược điểm chính vẫn là các bạn phải chờ tận 5 phiên bản. 40, 41, 42, 43, 44 là 5 phiên bản. Hoặc tới Chlorine, ví dụ như các bạn mới Battle Pass Chlorine đúng không? Thì các bạn phải chờ 47, 48, 5.5, 51, 52, 52 bạn mới đủ 5, bạn mới đủ 5 cây vũ khí để cho con nanh sói này rồi 5. Ví dụ như là bạn mới mua Battle Pass phiên bản này đi, phiên bản sau đi, 47, 48, 4, 47, 48, 5.5, 5.1, 5.2.
cho nó phiên bản này. Cho nên mình sẽ không để nó cao hơn được cái cây kiếm gỗ này đâu. Yeah. Nhưng mà mình sẽ để nó cao hơn kiếm đen, vì đây option của nó mạnh hơn kiếm đen. Ok. Rồi. Cây cuối cùng. Ánh trăng Sifos. Không chấn thì cây áo hệ thâm cầm cho Chlorine được không? Ánh lá hả? Cũng được, cũng tạm tạm. Cũng được ấy. Rồi. Nhưng mà mình chúng ta sẽ không bàn về tương lai bởi vì Chlorine chưa ra, chúng ta chưa biết kit Chlorine là gì ha. Rồi, Seaford. Các bạn để Seaford ở đâu? A for anh chắc. Ok. Mình sẽ để nó A. Nhưng mà đuôi thôi ha. Lý do. Do tất cả tại mi chó. Tất cả tại mi chó. Nghĩ sao? Một cái cây như vậy mày để trong một cái banner hai cái đồ hết. Nó cái ánh trăng Seaford là một cái cây rất mạnh, đặc biệt cho con Kaiyuha. Nó gần như thay thế cả trấn luôn. Nhưng mà cái vấn đề nằm chỗ nào? Vấn đề nằm ở chỗ là cái cây này nó lại nằm trong những cái banner nó lỗ điên lỗ khùng. Cái banner mà các bạn roll với các bạn có một cái nỗi sợ chích cha lỡ ra năm sau thì sao? Đúng không? Roll trong lo sợ. Lỗ điên. Cho nên là yeah, các bạn nào cũng có cái tình trạng giống vậy không? Tức là mình roll C4 lắm luôn, mình roll C4 rồi năm luôn. Để cho con Kaiyuha mình mạnh luôn. Xong ra banner donut. À đúng. Đúng không? Nhưng mà không bàn cãi, ngoài cái chuyện đó ra không thể bàn cãi về sức mạnh của cái cây này được. Tăng hiệu quả nạp cho cả team dựa trên tinh thông nguyên cố. Mày còn dễ lấy, tao để mày lên đây luôn. Nhưng không, mày khó lấy quá. Khó đời năm. Tới giờ mình chưa đời năm rồi các bạn. Rồi. Đó là những cây kiếm đơn 4 sao. Hết chưa? À mình còn cây nữa. Đây mình còn cây nữa. Kiếm bến tàu. Đây chúng ta còn một cây kiếm bến tàu nữa các bạn. Bến tàu ở đâu? Bến tàu ở đâu? Ở đây. Ok. Ở đây đi, ở đây đi. Ok. Không như cây C này cũng giống C4, đây là một cây 4 sao limit. Nhưng không như Seaford, cây này cần một cây à, nó cần 5 cây. Và đây là một cây mà các bạn application của nó rõ ràng luôn. Tao búp cho Nilo, tao dành cho Nilo, tao chơi cho Nilo. Nilo mạnh không? Mạnh. Nào mày ở đây là đúng rồi. Ha. Rồi. Xong vũ khí 4 sao về kiếm đơn. Giờ mình tới 5 sao kiếm đơn ha. Đầu tiên Phong Vân Kiếm để đâu? Cho xin miếng comment nào, Phong Vân Kiếm để đâu nào? Phong Vân Kiếm ở đâu nào? S vì đẹp. Đấy sao rồi? Sao mọi người? Với tất cả sự tôn trọng, nó ở đây. Cho mình lên xíu. Cũng tạm. B for Bennett. Cũng hợp lý. Nhưng cũng tạm. Cũng tạm thôi. Đúng không? Và hay là B cho Four Bennett thiệt ha. Ok hay cũng tạm mọi người. Cho xin một ý kiến thôi.
giờ là cũng tạm. Hay Bennett chỗ nào? Chắc chắn là không như thế này được rồi, nó có application 674 lận. Quá ok luôn. Ok, quá ok luôn ha. Rồi, chúng ta đều biết rằng đây là một cây hiếm hoi bay 674. Những cây 674 khác thì gọi là những thì cũng không nhiều luôn. Chỉ có một cây đó thôi. Đúng không? Thì ta để mày ở đây vì mày gây ra những cái hậu quả tan thương cho một số cái ạc. Nghe chưa? Không đáy xã hội, bởi vì nó có application, nó là bay 674 và nó có thể được sử dụng cho các cho Bennett 674. Rồi. Tự do. Sao? Tự do sao mọi người? Lời thề tự do cổ xưa. Tự do ở đâu? Tự do ở đâu? SABCD. SABCD ở đâu ạ? S A. Còn ai không ạ? Còn ai? Còn ai nghĩ nó sẽ ở đâu mà? Trấn có cây vô ha, for sure. Ao trình với cây không rộng mà cây C4 for sure. Nhưng mà nó vẫn mạnh. Mình sẽ để nó ở đây. Lý do là ngoài Kajoha ra, bạn có thể sử dụng cho các nhân vật như Cookie Shinobu, hoặc là những, hoặc là thậm chí cả Ben cầm tự do cũng được. Nó có một cái khả năng búp cho toàn team. Mình rất thích những cái cây búp cho toàn team. Và đặc biệt là trong cái mùa này, khi mà có Alekino nữa, thì những nhân vật nào mà sử dụng được cây này, ví dụ như mình để cho Kazuha cầm cây này được, tất nhiên là mình có thể cho nó cầm C4, nhưng mà cho cái này, cho nó búp đam cho Alekino lên vẫn là một câu chuyện rất là tốt. Hello Đại Canh nha. Rồi, mình sẽ để đó ha, được cây mạnh. Sắc nước lộng lẫy. Sao nào, sắc nước lộng lẫy. Trấn của Phu. Trấn của Phu sẽ ở đâu? Phu là một nhân vật mạnh. Phu, trấn của Phu sẽ ở đâu? À không, cái này Hara nè, nhầm. Haran, sorry mọi người, tại nó cũng xanh dương á. Haran ở đâu? Haran Futsu sao ở đâu? Ở đây. Hợp lý. Không, mình sẽ để nó xuống dưới này. Mạnh. Chấp nhận được cho những con nhân vật cầm kiếm đơn muốn gây thiên hướng DPS. Được. Tất nhiên là, và đối với Ayato thì đây là cây trấn là xua rồi, đúng không? Mình sẽ để nó mạnh, bởi vì đối với lại Ayato mà các bạn không cầm trấn, với các bạn không cầm cái cây kia thì đi xuống dàn 4 sao á, cũng không có nhiều cây mà nó có thể keep up với cây trấn này. Nó không quá ngon cho đại đa số, nhưng mà nó đủ ngon và nó đủ cách biệt để các bạn xuống 4 sao các bạn bị thọt hơn so với cây 5 sao. Đúng không? Thọt hơn cũng không phải là quá nhiều, trên lệch không quá nhiều như là bên HR đâu. Nhưng mà nó cũng đủ để các bạn cảm nhận sự khác biệt, các bạn không dùng chấn rồi. Rồi, mình sẽ để nó ở đuôi A thôi ha. Rồi, C4. Ờ, phải C4, nhầm. Khai ni sút. Nhầm, sorry mọi người. Khai ni sút ở đâu? Khai ni sút ở đâu? Mình sẽ để nhiều bạn chọn B ha. Mình sẽ để nó đuôi A mạnh.
cây này mạnh. Mình thật ra là gì biết sao không? Mình rất ưu tiên cho những cái cây vũ khí. Này là cá nhân mình ha. Mình sẽ ưu tiên những cây vũ khí có khả năng búp cho đồng đội, đặc biệt búp cho chủ lực. Mạnh một người chưa đúng nha, Phu vẫn cầm được nha. Hai nhân vật cầm được, tất nhiên là Nilo là một nè, bởi vì chấn Nilo mà. Thứ hai là Phu. Purina vẫn cầm được và nó vẫn búp cho đồng đội được. Thêm 100 thêm các ạc của mình đấy, thì Furina của mình là 50.000 máu thì búp cho mình 100 tinh thông. Búp cho cả team 100 tinh thông, đó là một con số lớn. Cookie vẫn xài được, phải không? Ừ, Cookie các bạn phải đứng sân cỡ tầm 2-3 lần á. 2-3 giây á. Thì đây là một cây mà tầm của nó, cái khả năng búp của nó nếu mà trong những đội hình á thì nó có. Tất nhiên là cái điều kiện để kích hoạt được nó không phải con nào cũng cầm được, không phải là Ben cầm được, không phải là Xin Chiêu cầm được, nhưng mà Phu cầm được, Nilo chắc chắn cầm được, Cookie cũng có thể cầm được. Nội tại búp của nó đủ tốt để cho mình đặt nó ở mạnh. Layla hả? Layla có e được 3 lần không? Hay là 3 đòn e, có gây ra 3 đòn e không? Nếu mà có thì được. Em nghĩ chị ok thôi. Cái này là mình nghĩ ý kiến riêng của mình đi ha. Mình sẽ để nó ở đuôi A. Tại vì đối với mình thì thật ra thì với một người sim hô tao như mình thì cây này là một trong những mảnh mà cần thiết. Lấy dòng phụ HP thôi búp khiên. À lấy dòng phụ HP vẫn được. À đây là một cây mà dòng phụ HP. Nếu như các bạn xui xẻ các bạn chưa ra được cái mớ tàu. Nếu dòng phụ. Còn những con mà có thể lấy luôn là được cả cái nội tại của nó. Nội tại của nó là nội tại tốt đó nha, chứ không phải tệ đâu. Thậm chí nữa các bạn không cần phải nghĩ đến Thảo, mà các bạn chơi bốc hơi cũng được. Bốc hơi nó cho một đống tinh thông trong người ấy, nhiều lắm. Cái lợi của cái cây này cũng khá khá đấy, chứ không đùa đâu. Rồi, anh lá ở đâu? Trấn Hải nè mọi người ơi, Trấn Hải ở đâu nào? Không S. Đầu A hả? A for anh lá hả? Khi nào có series vô vọng tiếp vậy anh? Khó nói. Nhưng mà khả năng sẽ có đó. Mình sẽ để nó ở đây. Dạ. Yep. Không, mặc dù người ấy có thể có những lựa chọn khác, thậm chí là lựa chọn 3 sao, nhưng mà trấn vẫn là trấn các bạn. Trấn vẫn là trấn. Ở thời điểm này thì đây là một cây option tăng sát thương một kích nhiều nhất, 96.2 CV, là bao gồm là 4% tỷ lệ và 88.2% sát thương á. Cho nên là các bạn mà bị gọi là bị thất phu, bị lệch trấn của những con các bạn cần, đây là một option khá là tốt, đúng không? Rồi tiếp theo, AS DS mà tôi muốn để nó ở A, nhưng mà nó có hai chữ S thì để ở đây không bàn cãi. Đây là trấn, tới thời điểm này vẫn là trấn của mỗi kiếm đơn. Nó chỉ thua cây này một xíu cho Ayato. Nó chỉ thua cây này một xíu cho Hải. Nhưng nó ăn chặt gần như là tất cả các drone mà con của các bạn có thể là một DPS cần sát thương nguyên tố. Và bay nó 674 nữa chứ.
ạt năm con tranh nhau dùng cái kiếm này. Chính xác. Điểm yếu của nó là gì? Là nhiều khi điểm yếu cái cây này nè, nhiều khi nó chỉ là tại vì tao đi chung với một cây lỗ quá cho một banu quá lỗ thôi. Hết rồi. Các bạn ra được cái cây này về nhét con nào cũng được. Ben cầm được, Xin cầm được, Cookie cầm được luôn, Phu cũng cầm được nha, Phu cũng cầm được nè, Nilo cũng có thể nè. Rồi những con DPS hạng nặng, Ayaka là chấn là xua rồi. Ayato cũng làm được luôn. Option 674 sát thương 44.1 rồi. Vào cái thời điểm này mình tuyên bố, mình nói với các bạn như thế này là những cái cây nào mà bút được sát thương bão á, bay cao mà bút sát thương bão á, nó hơn nhiều so với bay cao tăng tỷ lệ nha. Tại mình có gì? Mình có một set băng tăng tỷ lệ, mình có một set thợ săn Machoshi tăng tỷ lệ, chưa có set thánh di vật nào mà tăng sát thương hết, cái thằng bộ kích á. Cho nên những cây như thế này còn cao nữa. Chấn Kazuha có thể xài cho con nào ngoại trừ Kazuha? Chấn Kazuha có thể xài cho ngoài Kazuha ra, Cookie vẫn cầm được nè, Ben vẫn cầm được nè. Bạn chỉ cần bạn 2E là các bạn kích được nội tại rồi, đúng không? Liệu sau có ra set tăng 72 sát thương bạc không? Không biết. Không biết à, cái này tùy khả năng, cũng cứ tin tưởng ý, cái tin tưởng. Ben hả? Ben để nó kích được cái đây nè. Lời thề tự do cổ xưa, đây. Đây nè. Đầu tiên sát thương tạo thành 10% ha, kích hoạt phản ứng nguyên tố. Kích hoạt phản ứng nguyên tố là xong nè. Em một quy. Kiểu như bạn nhồi sẵn thủy hay gì đó, bạn kích cái này. Và nó tăng gì? Tăng tấn công khi đáp. Đánh thường trọng kích tới khi đáp 16%, nên tấn công 20% cho cả team. Ben cầm được mà. Tất nhiên là Ben vẫn còn cầm những cái vũ khí nào khác, nó dễ tiếp cận hơn. Nhưng mà khi mà các bạn chỉ có một con nhân vật cầm kiếm đơn, và các bạn muốn búp cho cái con ví dụ Alekino chẳng hạn đi, thì đây, đây nè, cầm được mà, đúng không? Ben cầm được mà. Hoặc thậm chí các bạn, tất nhiên là Kazuha cầm được rồi, Cookie Sunobu cầm được này, đúng không? Các bạn chỉ cần kích phản ứng nguyên tố 2 lần là được. Và các bạn sẽ được búp này trong 12 giây. Nhiều mà. Mọi người đưa nét chứ phần lô tả rôn đóm. Kè. Người ta hết free to play rồi nè. Tất nhiên là không ngon bằng, tất nhiên là cho Ben thì không ngon bằng những cây 4 sao. Nhưng mà đây vẫn là một cây 608. Mình nhớ điều này, đây là một cây 608. Tức là về mặt tấn công là nó chỉ thua cây 620 thôi. Và nó búp thẳng cho cái tức thổng số, số đam á, cho cái con chủ lực của em. Và bản thân Ben cũng có đam đó chứ không phải không, đâu phải Ben không có đam đâu, đúng không? Cho nên là tức là kiểu như là nó sẽ hơi bó chút xíu, tức là nó bó trong đúng một đội hình theo ý định của em luôn á. Nhưng mà cây này không tệ, đúng không? Cầm cây này cho Nilo được chứ? Được. Đây nè, nó lấy được cái dòng này là ok rồi, đúng không? Lấy được. Thậm chí các bạn lấy được hết á. Bà tinh thông nguyên tố 198 trong người mà. Đâu nhỏ đâu. Đúng không? Mình nhớ không nhầm là một cây mà nó có tăng tinh thông nguyên tố trong vũ khí mà nhiều hơn cây này chỉ có thể là sách tới lễ thôi. Bảnh chương tới lễ thôi. 221. Đúng không? Rồi. Tiếp tục nha. Chúng ta đến với cây này. Bàn nham. Bàn nham ở đâu? Bàn nham ở đâu?
những cây này. Này nhá, khi mà lúc mà nó mới đầu ra thì mình để ở đây nhé. Nhưng mà ở phiên bản 4.6 này mình sẽ để nó ở đây. Hơn khai đi xuống một chút xíu. Ở đây đi. 542 88.2 tăng HP 20%. Vũ khí 7 phu cho rất nhiều bạn. Nhưng mà quá hiếm. Chỉ khi nào mà banner nó lỗ tới mức, ví dụ như nó ra những con nhân vật như Albedo thì các bạn sẽ có xác suất các bạn đặt cái này thôi. Đúng không? 542 822 CV nhưng mà 44,1 tỷ lệ. Tất nhiên đây là một cây mà các bạn có thể build chỉ số rất là tốt. Nhưng tại sao mình không để lên đây mà mình để xuống này? Lý do các bạn còn ra những cây này được nhưng các bạn sẽ rất ngại roll cây này ra, rất ngại roll luôn. Một banner có cây này là một banner rất ít người roll, đúng không? Mình chỉ dám để nó ở đây thôi chứ mà không để nó lên xa hơn vì cái này quá khó. Nó không phải là trấn của bất kỳ ai cả, đúng không? Nó không phải là trấn của bất kỳ một con nhân vật kiếm đơn nào. Chỉ số của nó coi vậy chứ, coi coi là nó build dễ đi. Ok, ta có sẵn 44.1 trong người. Nhưng nó khó chỗ nào? Khó khi các bạn kẹp với thợ săn, đúng không? Còn những bộ khác thì tất nhiên việc build chỉ số dễ nhưng mà sát thương của nó có thể là nó sẽ không không quá nổi trội. Đúng, ngon. Khi các bạn lỡ ra nó nha, chú ý một điều, lỡ ra nó thì các bạn có option chứ không ai đi chủ động hiểu không, chủ động đi roll để lấy nó nha. Chúng ta sẽ thường có cái tâm lý là giờ ví dụ banner có là cây cây bạn cần và cây này đi thì các bạn sẽ roll với cái tư tưởng là gì, lỡ ra cây này ok cũng được, cũng tạm, là ở dưới này luôn nè, là dưới này luôn nè, đó cũng ok, là ở đây thôi nè, chứ các bạn không chủ động đi tìm cây này nha, ok không? Không chủ động đi tìm cây này. Rồi thiên không kiếm mình sẽ đi nhanh qua chút xíu ha, tốc độ hơn chút xíu chứ nãy giờ hơi 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 chậm. Ở đâu ạ? Mình sẽ để nó ok. Đuôi ok, trên cũng tạm. Hay là thôi. Cũng tạm không ta? Bởi vì application duy nhất của nó là Bennett. Vẫn là bên ở ok, B vẫn là Bennett. Cắt cho Bennett. B hết. Ok. Rồi, mục đích sử dụng Bennett chấm hết, không có nhiều. Ai có R3 R4 cây này rồi giơ tay. Ai có R3 R4 cây này rồi giơ tay. Bạn nào có hai cây 90 rồi giơ tay luôn. Một cái cây mà bạn chỉ có thể thốt lên DM khi lệch ra thôi. Và cuối cùng trước phòng, trước phòng ở đâu? Để mình lục lại ký ức về trước phòng nha. Điều quá khiên tăng sau khi đánh trúng tấn công tăng. Tăng tấn công. All in tấn công. Và chỉ tăng tấn công. Đặc biệt tăng thêm tấn công khi có khiên. 608 49.6. Ở thời điểm hiện tại
cây năm sao đầu tiên làm được chuyện này đấy con ạ. Banner đã ít ha. Banner đã ít rồi ha. Banner đã hiếm rồi ha. Không một tác dụng đó với những đứa khác. Cũng tạm hay bây giờ chốt cho mình nè. Bây giờ trước phong cũng tạm hay là đáy xã hội? Mình có bị drop frame không mọi người? Ừ. Cũng tạm hay đáy xã hội nào? Cho nó tí danh dự đi. Ok ok ok. Cũng tạm nha. Rồi. Mình rồi xong tới xong tất cả những cây kiếm đơn ngoại trừ sắc nước lộng lẫy. Chắc đây trấn phu thiệt nè. Trấn phu ở đâu? Trấn phu ở đâu mọi người? Mạnh à? Option nhé. Năm 42 88.2 và tăng kỹ năng nguyên tố và tăng giới hạn HP tối đa là 24%. Đối với mình ha, sắc nước lộng lẫy ở mức đầu B ok thôi, nó giúp cân bằng chỉ số cho phu. Một là đầu B, hai đuôi A, cho hai cho các bạn hai lựa chọn. Bởi vì đây là một cây mà nó có cái lượng chỉ số tất nhiên là tốt, nhưng phu không cần. Đặt chỉ khi nào phu xấu các bạn mới cần ha. Phu 5, phu 4, phu 3, phu 2, phu 1, phu 0 không cần cái này. Không có nạp. Chính xác, không có nạp. Gây thêm sát thương thôi. Cho những nhân vật khác thì có thể cân nhắc. Cho nên phu 4 có bút nạp à? Ừ thì tất nhiên phu 4 có bút nạp, nhưng mà việc mà các bạn có thể đột biến gây sát thương á thì cái này nó lại tất nhiên là gọi là so với lại cái tính chất của phu á, tính chất của phu á thì lại cần những cái khác, còn những nhân vật khác thì lại cần cái này thì nó không có lợi thế quá nhiều. Nhưng mà xét trên trường hợp nó là một cây 542 88.2 rồi nó còn tăng sát thương kỹ năng nguyên tố 24%, thôi vì nó là cây của phu cho A đi ha, cho phu đi A ha, cuối A đi ha. Ok, cây cuối cùng Chiuri, cây trấn Chiuri ở đâu ạ? Con hoa chua sa ở ở đâu thì nó hơn con hoa chua sa một bậc. Nghe đây thôi, hơn trấn phù. Ok mình xếp hai đứa này kế nhau nhé. Ok chưa? Nói thêm về cây này thì nó là trấn của Chiuri và gây được sát thương và trấn của Albedo ở thời điểm hiện tại, nhưng mà Chiuri thì nó lại không quá universal, cũng không quá nổi bật. Mình không nói nó yếu nha, không nổi bật so với lại con Hojusa, không quá gọi là không quá ao trình, không có ao trình.
Anh ơi, cho em hỏi, em định roll full để buff cho anh Long mà Long xe không thì tăng nhiều đam không? Có em. Có. Long thì dễ lắm, có 75% thôi em. Có gì? Thì lửa sát thương mà full gây lửa sát thương mà full buff cho thì đủ cho con Long xe không mạnh hơn mà. Rồi xong kiếm đơn ha, như vậy chúng ta có hai S A B cũng nhiều, C cũng 5 cây, D 6 cây. Rồi giờ mình tới thương, cái thương ha, thương công thức cút xuống đây, tầm từ xịt 20k thì lên mấy? 20 mà chưa có búp thì chắc cũng 22, 23 gì đấy. Rồi tiếp theo thương reset, thương reset để mình UB đó, ok, hay là cũng tạm. Nó là cây mà tăng cả tấn công cả tỷ lệ nếu bạn có chơi 4 ly UB nha. Thương phân biệt vùng miệng, đúng rồi, thương reset. Xui thôi. Anh ơi, 150 đô giờ rồi nó 4.7, đủ lấy anh Hải với phu không? Hên thì được em, hên thì được. Không lạch thì ra nhé, không lạch thì ra. Rồi. Thương cái thương trở lại cái thương reset này. Nó chỉ dành cho 4 ly dê mà ly dê ở đây tôi nói thẳng luôn là dòng ly. Dạ lan xin. Sang Linh thì bó đội hình quá mà đội hình nó cũng không mạnh quá, là chưa có, là dạo này hình như ít giờ chúng ta chưa 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 tìm ra những con Li Yue mạnh hơn, để nó cũng tạm cho lên đây chút xíu đi, cũng tạm C. Rồi tiếp ha, rồi cái thương cút chim này. Cây cuốc chim, cây có hình con chim, rồi mũi nhọn của gió trong 10 giây sau khi thuật điểm phản ứng nguyên tố tấn công tăng 12% đối thủ tăng 48 điểm. Cây này cũng sẽ thuộc dạng là ok bởi vì nó có application cho những con nhân vật thương, ví dụ như chép riêu nè, chép riêu chơi này cũng được, sang liên cũng được, trấn xe nô cho xe. Bye bye Ventolim. Rồi rồi tiếp theo cây thương quán nguyệt thương, đọc cái dòng này, dòng này sẽ tốt cho nếu đó là cây kiếm gỗ, nhưng mà cây chơi cây này thì không, lấy sao đây mẫu tinh liêm một vùng kiếp. Một vùng kiếp những con nhân vật ví dụ như Yunjin chẳng hạn, Yunjin cầm mẫu tinh liêm được cũng tạm. À, trấn Sano cũng ok hả? Không đấy hả? Trời, bây giờ quay lại cái cây này nè, cây này nè, cây quán nguyệt thương này nè, trấn xeno đúng không, lên C đúng không, hay lên B hay là xuống D, cho xin cái đi nào, mình để C nhé, cũng tạm nhé. Rồi mẫu tinh liêm, mẫu tinh liêm này
đó, nhưng mà nó C tại vì thì nó cũng như là mẫu những cây mẫu khác thôi, một vùng kiết một vùng kiết. Rồi tiếp theo, thù lao của chính nghĩa, cây chấn, cây tỷ lệ HP nhận trị liệu tăng năng lượng, ai xài được? Chép riêu cầm được nè, chép riêu cầm được nè, cho nên mình cũng sẽ ở C luôn, cũng tạm ha. Rồi thư công thất thì xuống đây. Ủa còn cái cây thương còn lại là gì ta? Cái thương mà mình để D á. À sorry, mình còn mình giáo thập tự, cái giáo thập tự tinh thông nguyên tố, tăng sát thương kỹ năng nguyên tố lên. À, ok ok, đây đây đây, thương công thất thì xuống dưới này nhưng mà thập tự thì ở đây, C cũng tạm ha. Rồi lao xiên cá, rồi lao xiên cá để đâu nào? Hỏi kênh chat, lao xiên cá để đâu? Lao xiên cá các bạn đó đâu? S ở đâu nào? Lao xiên cá các bạn đó đâu? S a chung với lại kia dễ lấy. Và gần như là một trong những cây mà không thể thiếu cho cho những con Raiden. Không S à, không S, không S, không S. A thôi, nghĩ là A là mạnh rồi. S thì nó hơi nó chưa tới, S thì nó chưa tới. Cuối cùng trong vàng thương 4 sao cũ, trong dàn thương 4 sao cũ, cây này vây cá chẻ sông ở đâu? Ở đâu ạ? À? S, A hay B? Hay C hay D? Vây cá chẻ sông ở đâu? Mạnh, đúng, ở đây. Nhưng mà cho trừ nó một bậc xuống dưới này đi. Lý do chưa có rồi, năm chưa biết mạnh cỡ nào vậy. Trời ơi, mày chưa khả năng các bạn có rồi năm cũng nó gần ngang bằng với khả năng mà có rồi năm C4 đó. Đúng không? Đâu, C4. Mình để chung với lại cây C4 đi. Đây. Khả năng mà tôi có cây này rồi năm cũng ngang với khả năng của cây này rồi năm này. Nên rồi năm nhá, nên rồi năm mới mạnh nhá. Mạnh 100% luôn nhá. Rồi. Ở dưới chúng ta có thương. À đây 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 đây. Một cây battle pass này. Mình có khúc ca vịnh hẹp. Khi trong đội tồn tại ít nhất 3 nhân vật không cùng làm nguyên tố, tinh thông nguyên tố tăng 240 điểm ở R5. Tăng tỷ lệ này cây battle pass. Sang liên dùng được. Mình sẽ đánh giá nó ở mức C. À là mức B. Cây này mạnh không? Lên nào? Khúc cao bình hẹp mà lên nào mọi người? Không cho free to play, sure. Nhưng mà đáng lên nào? Hay để bờ ở bên? Giảm hả? Giảm, giảm xuống C hả? Không, C thì yếu á, C thì thấp á. Mình nghĩ B là hợp lý. B là hợp lý rồi. B hợp lý ha. Rồi thương hắc nham ở đây đi ha. Thương hắc nham ở đâu? Hắc nham ở đâu mà ở đó đi. Rồi không nói nhiều. Quyết chiến.
quyết chiến. Này ở đây. Quyết chiến ở dưới. Từng là một cây có tăng tỷ lệ rất nhiều, nhưng mà bay thấp quá. Xong rồi sau khi mà mình có nhiều cây hơn thì cây này chắc chắn là vứt. Chắc chắn luôn. C nhá, cũng tạm nhá. Rồi. Thương rồng. Thương rồng ở đâu mọi người? Chỗ chuột. Đâu rồi? Thương rồng ở đâu? Đây đây đây. Thương rồng ở đâu? Hello, hello Agamo nha. Đánh giá của mình ha. Hở tí là các bạn về thương rồng. Đúng không? Những con mà các bạn không cầm được trấn của nó, các bạn hở tí, những con xe sát thương á, mà các bạn không cầm được trấn của nó thì hở tí các bạn về thương rồng. Mà nó đâu xa đó, ai sang liên á. A hay B? A hay B nào? Cho nó A nhá, đuôi A nhá. Cho nó đuôi A nhá. Bởi vì nó được sử dụng nhiều hơn. Ok, thường xuyên luôn. Rồi. Thương Long Kích. Ây da, Thương Long Kích. Sát thương vật lý. CD. CD nào. Đấy rồi. Những bạn nào cầm ký ức về, đây là ký ức về Rosaria Thương Long Tức, ký ức về Sen Liên vật lý, nhớ không, nhớ thời điểm 1.1 không, ai dùng đâu. Thì bởi nó là ký ức không, giờ ký ức cho giờ, bây giờ mình có một khoảng thời gian tạm nhiêu 8 ngày rưỡi cầm Thương Long Tích chơi Rosaria, có xứng đáng để chăm trước cho cô ấy lên C không? Không. Ok ok, rất tiếc kỷ niệm không cứu được cái sự vật lý của mày rồi. Và cuối cùng, Thương Tây Phong ở đâu mọi người? Ở đây cũng chưa cuối cùng đâu. Thương Tây Phong ở đâu? Thương Tây Phong. Mình sẽ để Thương Tây Phong đầu A. Chưa là nét. Đầu A chưa là nét. Đầu A. Tôn trọng nó. Số lượng số lượng các lần các bạn cầm Thương Tây Phong hơi nhiều so với bình thường. Đúng không? Nó là kiếm Tây Phong nhưng mà là dạng thương. Option y chang. Tốt, còn vấn đề ha. À, rồi. Mình còn gì nữa ta? Mình còn mình còn một cây thương nữa, Lưu Nguyệt Trâm. Lưu Nguyệt Trâm. Một cây thương. Another vật lý. Này thương rèn mọi người. Lưu Nguyệt Trâm tăng sát thương vật lý. Sau khi nhận nguyên tố hạt nhân, nguyên tố tinh cầu là nhận năng lượng.
tấn công thường trọng kích sẽ tạo thêm sát thương bằng 40% tấn công ở R5, một cái vật lý. Xuống dưới đây cho bố, nhanh lên. Xuống. Thương Long Tích đã ở đây thì mày cũng phải ở đây, mày không đi đâu được hết. Hiểu không? Tốn đá. Đề pho tốn đá. Rồi. Mình còn cây gì nữa đây? Mình còn cây 4 sao nữa là mũi khoan thăm dò. Này là cây cũng battle pass đồ mới luôn. Khi trị liệu hoặc nhận trị liệu sẽ nhận được ký hiệu đẳng cấp. Kỹ năng nguyên tố, kỹ năng nổ thu hao tất cả ký hiệu sẽ tăng tấn công và sát thương tất cả nguyên tố. Ở đâu? Hiện tại nhá. Honor. Ở đây. Mày sẽ là trưởng tộc của đấy xã hội. Default Dad. Đúng, mày vừa đắt, mày vừa yếu. Đúng, mày vừa khó xài. Ok, rồi. Chúng ta còn một cây nữa. Đây, chúng ta còn đối thoại của hiền giả sa mạc. Tên đẹp không? Một cây tăng HP ha. Khi thành trị liệu hồi phục 8 đi năng lượng, hết. Cây này ở đâu? Mình sẽ để nó ở B. Giữa B. Cây này chép riêu cầm siêu ngon luôn. Giao cầm được. Chép riêu cầm được. Sharu cầm được. C. Mà nó ở mức ngon nha. Tức là nó kiểu kiểu như nếu như các bạn không cầm thương cây phong á, các bạn cầm cây này được. Cho những con nhân vật đấy. Nó cho các bạn năng lượng, cho năng lượng cho bản thân nhân vật đó, thì mình không nghĩ cái này tệ. Và nó tăng HP nữa nha, 54.3 HP nha, một cây thương HP á. Cho nên mình sẽ để nó ở B. B for hay là C for chip. Trong đi C6 cũng được. Rồi cho nó B đi. À, không thì đua B đi đó, tại vì nó không thể lên A không lên S được. Ok, chăm trước cho nó đi. Rồi bây giờ mình sẽ tới thương 5 sao 7 cây 8 cây chính xác là 8 cây. Cây đầu tiên hủy diệt ở đâu? Như cái đâu mọi người? Nào, hủy diệt, các bạn nghĩ hủy diệt sẽ nằm ở đâu? A, B, C hay S? Mạnh hả? A hả? Cây 741 đầu tiên. Chính xác là cây hệ thương 741 duy nhất trong game này. Chấn của Senhe trên lý thuyết. Trên thực tế Senhe cầm cái này không ngon. Không nạp. Option tấn công không quá tốt cho những nhân vật hệ thương bây giờ. Mình sẽ để B. Tôn trọng nó vì nó là 5 sao nhé. B nhưng mà nó sẽ ở sau thiên không kiếm này, bởi vì một cái điều là nó không có sử dụng, nó đắt, khẳng định một điều rất đắt, nó đắt hơn cây bình thường, nó đắt 74, nhưng cái khả năng của nó lại không được tốt. Nó, mình không đánh giá cây này mạnh nha. Không, mình không đánh giá cây này, không, con này không lên A nha, không A nha. Cho nên nó sẽ ở đâu đó trong khu B này. Cho nên là mình sẽ để khu vực này bởi vì nó đắt kinh khủng.
đúng không? Các bạn roll ra thì thật ra trời, một là Xiao đúng không? Một là Xiao, hai là hai là Sang Linh. Sang Linh thì lại không ổn đúng không? Còn không là cho Sen Hơ. Sen Hơ thì lại thà cho Tây Phong còn hơn. Tây Phong nó sẽ ổn định tim. Còn cái hủy diệt này nó không ổn đúng không? Không ổn lắm. Rồi mình sẽ để nó ở B, bởi vì nếu nó để ở C thì nó là under, nghĩ B là ổn rồi. Rồi cái gạt lúa này sao nào? Gạt lúa ở đâu? Gạt lúa ở đâu mọi người? Where should we put gạt lúa here? SS. Mình sẽ đặt cây gặt lúa này ở A. Mạnh thôi, không S. Trấn của vua là đúng. Nhưng mà các bạn biết thiếu, các bạn biết yếu tố nào để cho con này không lên S không? Ngoài cô ấy ra, ngoài thương thần ra, ai chơi cái này được đúng không? Cái quan trọng hơn nữa, đối với cô ấy, cái người mà chấn thủ của cây này nè, coi người này là chấn nè, các bạn lên cái này hay các bạn lên C sẽ mạnh hơn. Lên C đúng không? C2, C3 sẽ mạnh. C2 sẽ mạnh hơn nhiều so với việc chấn thủ rồi đúng không? Thậm chí là mình biết có một bạn C0R2 không mạnh bằng C2R1 các bạn. Không bằng C2 không trấn luôn chứ. C2 là xin cá. Ok, cho nên là mình sẽ để nó ở đây, hơn là xin cá chúng ta sẽ để nó là trấn của Raiden ha. Rồi. Tiếp tục Hòa Phát Diên. Hòa Phát Diên ở đâu? Phát Diên ở đâu? A Phosia. A nhá, A Phosia nhá. Thật ra chính xác luôn là A for Alekino luôn. Bởi vì nếu như các bạn có Alekino và các bạn có Hoàng Phát Diên nhưng các bạn không có trấn, đây sẽ là một cây tiệm cận với trấn. Lý do nó lên tia, thật ra nó lên từ đầu B đuôi A sang ở khu vực này bởi vì nó sử dụng được cho Alekino rất tốt. Thậm chí nếu như các bạn có tầm R3, R4, thậm chí R5, thậm chí 2 cây thì nó lại hơn trấn R1 của Alekino. Cuối A hả? Cuối A hả? Thôi mình để nó ở đây đi. Đây là cái đây không phải cái limit luôn nha. Nhớ một điều, các bạn có thể lệch cây này bất kỳ lúc nào. Còn riêng mình 4 năm mà chưa lệch cây nào thì không biết. Rồi. Xương sống thiên không. 674. Sẽ để nó C vì lý do nó là cầm cũng tạm, đúng nghĩa cái tên của nó luôn, cũng tạm không ok. Nha, cũng tạm không ok lắm nha, nó cũng không đủ mạnh nữa. Tức là ngoài 674 ra nó chả có gì hết. Nó bây giờ ngoài Raiden ra các bạn cũng không dám cầm cái này cho bất kỳ con nhân vật nào á. Tại vì
những cây khác dành cho mục đích các bạn cần thì nó sẽ tốt hơn. Nó đúng nghĩa ở mức cũng tạm luôn á. Rồi. Hô ma. Thế các bạn nghĩ rằng chuyện hô ma staff of home thôn hô ma này nó sẽ ở đâu? S cộng mà. S. Tại sao mà đánh giá cây này cao hơn? Mình sẽ không đánh giá cây này cao hơn sương mù không? Mình sẽ đánh giá cây này ngang hơn Tây Phong chút. Không, thua Tây Phong chút. Cây này ở đây. Ví dụ là S. Mạnh bơ lơ, đúng, chính xác. Ngoài ra đây là cây duy nhất ở thời điểm hiện tại tăng sát thương bạo ở năm sau. Đứa nào cũng cầm, option đứa nào cũng cầm cũng được. Chưa có một cây nào làm, chưa có một cây năm sau nào làm chọn này. Đứa nào cầm cũng được. Ta HP cũng được, tăng tấn công, có tăng sát thương bạo, chơi luôn. Quay ổn, đúng luôn. Quan trọng nữa nè, banner nó đẹp. Không biết vì lý do gì mà cứ hễ có cái cây hô mai này là banner nó đẹp. Cây còn cây kế bên đẹp luôn. Đó, lịch sử là như vậy. S ha. Rồi, mái chèo của ngài. Sao mái chèo ngài sao? Mấy chèo mình đặt nó kế bên cây gặt lúa ha. Xiao cầm được này, Sino cầm được này, Sang Linh cầm được này, Hu Tao cũng có thể cầm được này. Đúng không? Nó mặc dù nó triển khai, nó chỉ yêu cầu các bạn một điều thôi, nó yêu cầu các bạn chơi một lối chơi gần như hoàn toàn khác và một sách độ hoàn toàn khác thôi. Nó ở đây được đi phô đế không, nó không đáy, nó mạnh rồi. Chấn của ngài, chấn của thần đây. Cái này sao mọi người, tên gì? Giáo Định Thần. Ở đâu? Ở đâu nào? Chấn Dông Ly. Ở đâu? Đề phô đáy à? Ở đâu mọi người ơi? Đây, cây chấn của vị thần. Với một cái trailer vài triệu view. Cá nhân mình cho nó khúc bên đây, không ok một xíu nào cả. Nó cũng không mất, cũng tạm. Các bạn chơi các bạn không cầm nó luôn á chứ. Và lâu lắm rồi chưa đi ra là Dông Ly. Lâu lắm rồi chưa thấy cái này lại nè. Đúng không? Các bạn còn không muốn roll nó cơ. Rồi, cuối cùng Trấn Ale. Hình thái xích nguyệt. Ở đâu? Tốn tiền rô mà không ngon, đúng rồi đó. Đó là cho cây này nè. Chủ nhân nó còn chê. Ở đâu nào? Thời điểm hiện tại mình sẽ để nó ở đây. Ok, thua cái này một chút. Thua cái này đi, thua cái này về đồ lợi dụng. Sức mạnh có cho Alekino rất lớn. Nhưng về mặt độ đa dụng thì không bằng. Nhưng mà sức mạnh thì có nha, 6742.1 vẫn là rất mạnh nha. Rồi.
xong thương. Bây giờ mình tới cung. Cung hen. Thì mình sẽ lấy những cung 4 sao mà sẽ tiêu biểu, thì còn mấy cái còn lại mình để đê hết nha mọi người. Cung nào. Rồi. Ôi trời, này mũi khí cán dài mà. Cung 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 cung. Cung 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 cung. Cung nhiều cây lắm, cũng mai giáo lắm. Đầu tiên nè. Cái cây mà hình này thì nó là thợ săn hiểm tối. Cây thợ săn. Thì cây thợ săn này là mình sẽ để nó ở C cũng tạm thôi, bởi vì nó chỉ có một nhân vật cầm được nó là ai à? Đúng rồi, là Fish. Nhưng mà bây giờ Fish cũng không xài đi luôn. Cũng tạm đuôi, cũng tạm nha. Tiếp theo. Hắc Nham. Rồi Hắc Nham đi đâu bay đi đó đi. Đó, nguyên đám Hắc Nham đi đâu đi theo đó đi. Rồi, tiếp tục là cây cung thép. Cái này cung tây phong, cung thép. Cung thép. Cái hình này là cung thép. Cung thép khi tấn đánh thường. Này tăng sinh vật lên. Rồi mẹ ở đây đi. Ha. Đê 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 đê. Rồi. Chúng ta có sông cạn. Một cây cũng hình cá. Đăng nạp này. Đánh chút cái địch sẽ thấy gây sức thương diện rộng bằng 8% tấn công này. Cái này luôn. Tính ra cung á bị nhiều con rớt luôn. Rồi. Chúng ta có lạc hà. Nó có lạc hà. Thì lạc hà thì lại nằm ở C. Nằm ở C cũng tạm. Cũng tạm thôi ha. Nó không đủ rộng, nó không đủ ngon. Và nó có thể bị thay thế. Thôi đừng đê tiếp. C thôi. Lạc hà chơi cho Gia Lan được. Gia Lan lạc hà ngày xưa ấy, nhớ không? 2.7, 2.8 ấy. Rồi. Cung Tây Phong. À, riêng này. Cung Tây Phong ở đâu mọi người? Cung Tây Phong ở đâu nào? Cung Tây Phong ở đây. Còn gì mà cãi không? Không có đúng không? Well, số lượng nhân vật xài còn nhiều. Thậm chí là nhiều hơn cả cả kiếm Tây Phong nữa. Cung Tây Phong lúc nào thở tí cũng cầm. Rồi. Chúng ta đến với cung trừ ma. Cung trừ ma. Đang sát thương tới công thường. Sát thương giọng kích. Khi năng lượng có 100% tăng 100% hiệu quả cho nhân vật trang bị vũ khí này. Tăng này là cung tỷ lệ tấn công này, đó. Đó, 454 này đó, phôi này nhá. Ừ. Mày xuống dưới đáy đi. Nhá, xuống. Rồi, tiếp theo hậu vệ mặt trời. Vâng. Mà đi lướt qua những... Không, này là mỏ cò xuyên thấu chứ. Cung mỏ cò. Cái này là cây event. Sau khi cộng kích chúng, tinh thông nguyên tố tăng. Cây mỏ cò này. Mỏ cò
còn ở đây luôn. Rồi. Tiếp theo chúng ta có cận vệ nhà vua. Cũng đề luôn. Khó, cũng đề luôn. Điệu văn ban đêm. Đây là cây cũ của Fizz nè. Cây vật lý cho Fizz nè. Nhưng mà giờ nó... Mình sẽ để ở đê trên nha. Chiên một khoảng thời gian chúng ta dùng Fizz cận vệ. Fizz điệu văn ban đêm. Bây giờ sẽ có rất nhiều cây đê ha. Rồi. Tiếp theo, ánh trăng moon. À, ánh trăng moon ở đâu mọi người? Đánh giá nào. Ánh trăng moon. S A B C D. Ánh trăng moon, ánh trăng moon. B A. Cây này. A vì nó mạnh. Nó không ở mức ok mà nó ở mức mạnh, mà sẽ để đuôi. Tất nhiên, tại sao là đuôi? Vì nó cần R5. Nhưng tại sao nó mạnh? Ừ, các bạn thử để cho con Sarah cầm môn. Đúng không? Môn rất mạnh đối với Sarah. Ha, trấn luôn rồi. Tiếp tục chúng ta có còn gì nữa không? Còn cái cung này cung gì? Cung rồi, cung trường và cung ẩu đồng vậy. Khúc ca tĩnh lặng. Khúc ca tĩnh lặng sau khi nhận trị liệu sát thương gây ra tàn. Khúc ca tĩnh lặng mà tĩnh luôn người ta đi, tĩnh lặng. Rồi. Chúng ta có mẫu đạm nguyệt. Mẫu đạm nguyệt. Một thời chiên. Chiên nhá. Chiên cho những ngày tháng chúng tôi xài gan du nhá. Cho những bạn nào mà chưa có không. Mình sẽ để D bởi vì một số lý do. Lát nữa cho mình, các bạn, mình sẽ cho các bạn thấy. Mỗi đồng mình xuống D. Mà dù chi ân á, cho nên không để mày đáy đâu. Rồi. Speedrun nào. Chúng ta có cây cung trường ma. Không, cái này là cây trường cung tông thất. Trường cung tông thất, mày cứ là tông thất mày xuống dưới này. Rồi. Nặng. Rồi chúng ta sẽ có cây cung rỉ sét. Anh vô không thèm dùng ha. Cung rỉ sét ở đâu? Ở B. Ok. Ok. R5 cũng không khó. Bởi vì đây cái này cái cũ. Và người sử dụng nó tốt nhất là Yomiya, tiệm cận với trấn. Rồi. Tiếp tục. Cung tế lễ. Cung tế lễ. Mà sẽ để nó ở mức ok. Mặc dù nó option như kiến có lẽ, nhưng mà cung có lẽ là ít người xài. Ít nhân vật xài được. Ít nhân vật xài mà mang tính 100% á. Tại vì ngoài Dauna ra thì hết rồi. Gần như là hết rồi. Dauna với lại Kolei. Ừ. Thì hết rồi. Cũng ok thôi. Mình cho nó ok bởi vì nó vẫn có thể xài được co cho một số nhân vật. Chứ không phải nó sẽ bị thay thế không. Rồi. Tiếp tục. Này hậu vệ mặt trời, xuống đi. Hậu
bây giờ mặt trời xuống dưới đáy nè. Rồi mình sẽ có cây. Khúc ca tĩnh lặng này nhớ mình để lên rồi mà ta. Ừ, khúc ca tĩnh lặng ấy rồi mà. Rồi tiếp theo là mình sẽ có tuyệt huyền. Tuyệt huyền C hay B hay A hay D. Tuyệt huyền một thời quá khứ của tuyệt huyền ha, một thời quá khứ huy hoàng của tuyệt huyền. Ta sẽ thử kỹ năng nguyên tố, kỹ năng nộ. Tuyệt huyền của chúng ta sẽ ở B, ở khúc đầu này. Nó là co cho những cái option liên quan tới tinh thông nguyên tố và nguyên tố thảo, ví dụ như fist, cô lay và muốn gây sát thương đó. Và thậm chí nữa cũng có thể là tiết năng liên đó. Rồi năm dễ. Ok. Rồi, còn cung xanh xuống và cung hoa gió. Rồi, cung sắc xanh thì bỏ này. Bài ca hoa gió, cung hoa gió. Khi cái chuyển sang nguyên tố tăng tấn công 16%. Cái này cũng là cây tinh thông luôn. Thua tuyệt huyền. Đấy xã hội nhé. Đấy xã hội không cũng tạm đi, để nó thế tuyệt huyền nha, cho những trường hợp mà các bạn chưa ra tuyệt huyền bằng một lý do nào đó. Rồi và còn một cây nữa, cây mới. Cây này là cây của Battle Pass đúng không ta? Cây máy đo cự ly. Khi trị liệu hoặc nhận trị liệu xuống. Rồi bây giờ mình tới cây năm sao nha. Amos sẽ ở đâu các bạn hỡi? Amos ở đâu? Cây năm sao đầu tiên, cung năm sao đầu tiên mình đặt ở đây. Không muốn tắt nhiệt. Nghe thì có vẻ hơi đau lòng, nhưng mà bản thân cái người cầm nó tốt nhất cũng từ chối nó luôn. Là Ganju thì không có cách nào cứu cây này cả. Thôi C à, giờ chăm trước nó không? Chăm trước nó không? Thôi, thì mình cho nó chữ cũng tạm đi. Thôi, cho nó chữ cũng tạm đi. Ha. Rồi. Nhược thủy ở đâu à? Nhược thủy. Nhược thủy ở đâu mọi người ơi? Mình sẽ để nó. Chỗ này nó bị sao chứ? Mình sẽ để cây nhược thủy. Đâu rồi? Đầu A hoặc đuôi S. S. Đầu A đi. Bởi vì điểm trừ duy nhất là chủ nhân của nó đôi khi sẽ không xài.
chủ nhân của nó là Ye Lan đôi khi không xài cái nhược thủy, nhưng mà bù lại tất cả những thứ về liên quan đến nhược thủy rất tốt, từ sát thương đến sát thương, với độ rộng là gần như tất cả con dùng cung nào cũng có thể xài nhược thủy được, kể cả Ganju, trấn mớ Ganju luôn. Mình sẽ để đầu A. Rồi, thở dài này, riêng cái thở dài này S. Bất kỳ đứa nào dùng cung muốn đi búp, cầm hết, ăn hết, không nói nhiều, cực kỳ mạnh luôn. Tăng cái gì? Tăng tấn công, tăng tinh thông, điều mà dòng nạp nữa chứ. Nó là cái dòng nạp luôn các bạn. Quá mạnh. Rồi chấn Tinari nè. Chấn Tinari. Chấn Tinari. Xuống một xíu để tiến lên đi. Cái này tùy theo, cái này do rank của nhân vật nha. Đây là một cái trấn cốt, nhưng mà trừ xuống xíu đi, xuống dưới đây luôn đi. Bây giờ nó chỉ tùy thuộc vào chuyện chừng nào đã banner sử ký thôi các bạn. Chừng nào đã banner sử ký có tiếng Nari thì mới ra thôi. Ổn nhưng mà chưa ấy. Rồi. Ngôi sao cực đông. Ngôi sao cực đông. Ngôi sao cực đông ở đâu? Ngôi sao cực đông sẽ ở ở A. Cũng A luôn nhưng mà sẽ khu này. Trên xíu đi. Đây. Cũng A luôn. Trấn của Tatalia. Nhưng mà lâu lắm rồi chưa thấy Tatalia xuất hiện quay trở lại tại La Hoàng. Nhưng vẫn là một nhân vật mạnh ha. Rồi. Cánh thiên không. Cánh thiên không thì mình cho nó ở B. Ok. Ok thôi. Tại nó cũng, tại vì thật ra là cung thì liên, mình có nhiều cung gây sát thương, cho nên là đối với cây này vẫn là một trong những option mà các bạn có thể vươn vào ha. Cánh thiên không. Rồi, chúng ta có màn ảo thuật đầu tiên trấn của Linay ở đâu mọi người? Chấn mấy chấn trong banner này luôn nè. Mình sẽ để ở ngang, ở hơn con này một chút, nhưng mà đây thôi cũng A thôi. Rất nhiều cây A ha. À, vì lý do là không rộng. Mặc dù Linh mạnh, nhưng mà vì nó không rộng cho nên nó ở đây. Linh mà mạnh, nó mà rộng là lên trên luôn. Và cuối cùng sấm sét rung động. Sấm sét rung động của Yomiya thì sẽ đánh giá cũng là A luôn, nhưng mà A trên vì nó rộng. Mà riêng cái này là Yomiya này mà ổn, nhưng mà nó rộng, mình sẽ ưu tiên rộng nhiều hơn. Tại vì Linay cũng cầm sấm sét rung động được, Kataya cũng cầm sấm sét rung động được, Ganju cũng cầm được. Cái này sẽ ở đây. Ok. Rồi. Chúng ta sẽ tới pháp khí. Pháp khí. Đô đô. Đầu tiên. Cục này xuống đây. Đô đô cô. Ở đây cũng tạm. À, cho các nhân vật thuộc hèn như là Klee này,
danh phay này. Ôi giọng nó dễ thương ha. Rồi tiếp theo, Chiêu Tâm. Riêng Chiêu Tâm. Xuống dưới này nha. Rồi Con chữ mày 3 ngày 3 đêm chưa hết nữa nha. Chiêu Tâm Mua S. Rồi cây phong mật điển. Riêng cây này thì C. Mặc dù nó cũng là tây phong, nhưng mà cái option của nó thì nó lại dành cho những con pháp khí á, thì là không ổn. Nó lại không ổn. Cũng tạm thôi, cũng không đến mức ok. Và số lượng của pháp khí mà đi support thì nó lại không cầm cái này nhiều. Rồi tiếp theo cùng vào này pháp khí này. Chúng ta sẽ có khúc ca xanh bao la. Đây option của khúc ca xanh bao la này các bạn. Tăng nạp nhá. Sát thương tới công thường và sát thương trọng kích tăng. Không cần thiết. Phải. Trái chịu lạnh. Ai đã tốn đá để roll ra cái này đâu. Trái chịu lạnh. Trái chịu lạnh. May á. Đây nè. Nếu địch bị ảnh hưởng nguyên tố băng. Mày là đấy của đấy. Một món cho DPS nhưng lại cho nạp. Trái chiều lạnh. Rồi quả mộng. Quả mộng này sẽ ở mức C. Bởi vì nó vẫn có, nó có những con pháp khí mà có thể cầm được. Ví dụ như là, thật ra về mặt lý thuyết á, là các bạn có thể cho Nahida hoặc là những nhân vật khác mà có thể cần tinh thông nguyên tố. Đây vẫn là một cây được, và nó cây rèn được, mà nó chỉ nằm ở C cũng tạm thôi ha. Đuôi này. Rồi con ngươi tiên thể. Con ngươi tiên thể nó sẽ ở đầu C, bởi vì cũng tạm cho không lên B đi. Bởi vì mục đích để nó ở B là nó, bởi vì nó là của bà cò. À, để nhầm khúc ca thành hải đồ hả? Đâu, cái này là dòng chảy mà. Khúc ca sân bao là dòng chảy. Cái dòng chảy đâu rồi? Dạ, dòng chảy tinh khiết hả? À, nhầm sang dòng chảy tinh khiết đúng không? Khi chuyển kỹ năng nguyên tố, tăng sát thương nguyên tố và cung cấp khéo sinh mệnh. Ừ, hiện tại nó cũng ở đó luôn các bạn. Dạ yeah. Nếu vậy thì đâu là khúc ca xanh bao la đâu rồi? Khúc ca xanh bao la đây đó, mà để hai cây ở đây luôn cho dễ lấy hết. Hải đồ vạn quốc. Hải đồ tạm được, cũng tạm, nó không phế, bởi vì nó vẫn có thể làm option cho Nahida. Vậy thôi, hết rồi đó. Khoan, mình nhầm con ngươi tiên thể. Con ngươi tiên thể ở trên đây nè. Rồi nhầm sorry mọi người. Còn cái cây này là vòng bạch thần. Thì thật ra vòng bạch thần cũng sẽ ở đây luôn.
này là cho Scroll đi với Team Lôi này. Scroll đi với lại Raiden Team Lôi này. Ok. Ok luôn, tại vì nó khác với chị tạm được ở chỗ là nếu như các bạn cho team đó vào thì cây vòng vật thần này là cây tốt. Nhưng mà chỉ có team đó cho nên nó ok thôi. Rồi. Mẫu kim phách. Riêng cái mẫu kim phách này tôi cho nó lên B luôn. Giữa B. Bất kỳ con pháp khí nào mà trong team bạn không có hồi phục, cảm này được. Đó, cảm này được. Bất kỳ con nào cũng được. Ok không? Như bảy phu, đúng vậy. Như bảy phu. Rồi. Tính cái gì đó? Mảnh chương tế lễ riêng cái này mình sẽ để nó A. Mạnh. Ở lên đây đi, lên đây. Mạnh. Búp tinh thông là một chuyện, là những con trấn của Scroll, trấn của Scroll, mà Scroll là một nhân tốt ông tại. Rồi. Tiếp theo chúng ta có Ngọc Bích Hiến Tế. Ôi trời ơi. Tăng HP. Tăng tinh thông. Khi không ra trận. Mày dưới. Mày còn cây tăng tỷ lệ nữa. Rồi. Tiếp theo trong dàn pháp khí chúng ta có Nhật Nguyệt Hạp. Nhật Nguyệt Hạp này thì mình sẽ để ở C. Cũng được, cũng tạm. Ha. Cho Ninh này, cho Cờ Ly này. Đó, cho con DPS này. Rồi. Rồi không á. Chương Nhạc Lang Thang. Chương Nhạc Lang Thang mình sẽ để nó ở B. Ha. Chương Nhạc Lang Thang mình sẽ để nó ở B. Lý do thì nó tốt mà, đúng không? Nó tốt mà. Nó rất tốt cho những con nhân vật. Ví dụ như Nahida này, nó là cây 4 sao cho Nahida tốt á. Cho Ale, cho gì đó, cho Mô Trệ này. Cho nhiều nhân vật khác nữa. Muốn cầm đi biết. Rồi. Chúng ta có Sao Đêm Rong Ruổi. Thì đối với Sao Đêm Rong Ruổi á, thì tăng tấn công dựa trên tinh thông nguyên tố. Nó tăng tinh thông và tăng tấn công. Nhưng mà hiện tại là chưa có nhân vật nào cầm được á. Cho nên mà sẽ để nó ở D. Mà D trên thôi. D. D giữa thôi. Không đáy. Không đáy của đáy. Nhưng mà cây rượu và thơ nó hiểm tố này là đáy nè. Các bạn biết con nào cầm được cái này không? Mình thì không biết rồi đó. Hỡi ôi. Hỡi ôi. Và cuối cùng một cây nữa là Khúc Ca Xanh Bô La. Thì như mình đã đề cập. Phế. Ok. Ca Xanh Bô La. Còn Hải Đồ Vạn Quốc. Thôi là cái cây Hải Đồ Vạn Quốc nãy mình để nhầm ở đâu rồi. Hải Đồ Vạn Quốc thì thật ra là nó cũng có D thôi. Ừ. Nhưng mà D trên nhé. D trên. Rồi. Chúng ta sẽ đến với 5 sao. Đầu tiên, Trấn Nahida. Ở đâu ạ? Trấn Nahida ở đâu ạ? Trấn Nahida sẽ ở ok. Đuôi ok.
Tại vì thật ra Nahida không cần trứng là một. Nahida cần cung mệnh. Thứ hai, giờ ai cầm trứng này giờ? Đúng không? Ai cần trứng này giờ? Nahida mình thôi thì tôn trọng Nahida, nhưng Nahida là một nhân vật mạnh đi. Để đây đi, đó, ngang với thiên không kiếm cũng được. Rồi, tiếp theo. Nào, hỡi kênh chat, vầng trăng bất diệt ở đâu? Nào chat đi nào, vầng trăng bất diệt các bạn để ở đâu? Hỡi 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 những đồng môn kênh chat, hỡi những con người đã rôn chưa tốn tiền rôn. Mình không dám để đáy xã hội mọi người, không dám để đáy, để B, để C đi cũng tạm. Để an ủi những con người mà rôn ra cái cây này. Đó là thiệt chứ. Để rôn ra những cây này thì an ủi thôi. Và vì cây này ở đây thì cây này cũng sẽ ở đây. Đồng môn đi chung nha. Hai cái donut đi chung ha. Hai donut đi chung. Chân ý Kagura. Riêng cái này thì mình sẽ thuộc A. À, ở đây vì chân ý Kagura có sát thương tốt mạnh, và kể, đây là cây mà Nahida cầm được luôn, và kể cả Yamiko cũng cầm được luôn. Mình để đây. Tiếp tục là điện tích. Yeah. điện tích thì mình sẽ top của cũng tạm. Top của cũng tạm, định nghĩa của cũng tạm là đây nè. Định nghĩa của một cây vũ khí mà các bạn cầm vô con nào cũng cầm được, nhưng mà cũng tạm. Định nghĩa cũng tạm bạn này. Định nghĩa cũng tạm. Thay đồ thay luôn. Rồi. À, còn cái này ở đây. Phế y chang. Phế y chang. Không có một. Đấy, các bạn cần khiêng đúng không? Khiêng là ai? Khiêng Yong Li chứ còn ai nữa. Nên là để đây là đúng rồi. Rồi. Quyển Thiên Không. Nó sẽ ở ngang hàng với lại này, ở mức cũng tạm. B6-B4 mà. Thì nếu mà bạn có Quyển Thiên Không thì đây là một mục cũng tạm. C cũng tạm. C. Cái chuông. Cái chuông này thì mình sẽ đánh giá nó. Nó là trấn. Sure. Nó là trấn của Mô Trề, nhưng mà Mô Trề lại không quá mạnh. Ok thôi. Cho nó ok đi. Ở mức ok. Option của nó thì nó cũng không quá imba lắm. Hồi ức Kaliuya, tấn công thường tăng nè, sát thương gây ra tăng nè, tối đa tăng nè, nó chỉ là tăng, nó tăng sát thương tấn công thường và tăng tốc độ tấn công thường. Thôi cho nó lên đất đi, cho nó tốt đi, cho nó mạnh đi. Cho nó mạnh đi mà ở khu này đi. Đó. Khu mà nhiều năm sau ở chung với nhau. Ngang nhau hết á. Rồi. Cây trấn Anu. Cây trấn Anu. Trấn Anu thì ở đây ha. Gì nó là cây trấn Anu. Rồi cây trấn Anrio. Thì nó sẽ thua cây trấn Anu chút xíu. Hai cây này là hai cây mà thua cây này xíu. Đi xuống dưới đây, hơn cây này. Cả hai cây đều tăng sát thương được.
và cả hai cây đều có thể cho môi chè được chứ với điều kiện cầm phu thôi. Cho nên là mà cả hai cây này đều có option rất là tốt, nếu như mà ra được thêm con pháp khí nào mà tốt á thì nó sẽ tốt thôi. Nào, còn cây nữa, cái trấn của bà cò. Nói nào ngay thì cái trấn của bà cò sẽ búp rất tốt cho bà cò, nhưng mà không có tác dụng cho cái nhân vật khác. Mình sẽ để nó ở ok, mình đánh giá nó ở mức ok thôi. Hoặc là đuôi mạnh, đuôi mạnh đi, bởi vì nó là cây trấn, nó cách biệt khá là bự so với lại cây đứng thứ hai là con ngươi tiên thể. Ok, ngươi tiên thể sẽ ở đây rồi. Và bây giờ chúng ta chỉ còn trọng kiếm mà thôi. Trọng kiếm thì chúng ta có cái cây Akamaru này, cúc này, nham này, cúp này, tổng thất này, cúp này, tổng kiếm này cũng cúp này, trọng kiếm thì bị một vấn đề gì các bạn biết không? Trọng kiếm là tập hợp của những con nhân vật, tập hợp của những cái nó rất là lõ cùng option đó, nhưng cho trọng kiếm mình là đánh giá thấp hơn. Nó lạ kỳ á. Rồi mình có trường đao Katsuragi. Thì Katsuragi thì nó tăng nạp. Xong rồi nó tăng sát thương kỹ năng nguyên tố. Xuống luôn nha. Đấy luôn. Rồi trọng kiếm nhưng raise it xuống. Cây cá xuống. Cây vua biển hàng hiệu nè. Vua biển hàng hiệu trấn một thời của đi lực. Ok, cho mày lên cũng tạm ha, cho mày lên cũng tạm, cho mày lên cũng tạm. Đó ha, tô màu thép. Riêng cây này thì mình cũng sẽ cho nó lên C, bởi vì nó có option dành cho Dehiya. Tăng HP, tăng cũng được, tăng tinh thông cũng tốt. Rồi chúng ta có thêm sắc nước mà khai ra thì tăng tấn công dựa trên tinh thông nguyên tố và tăng tấn công cho đồng đội, nhưng mà lại không có nhân vật cầm. Mất tiếc là mày không có nhân vật ca vô hai trọng kiếm ở đây, cho nên là bye bye. Rồi mẫu cổ hoa, mẫu cổ hoa cho mày lên đây, bởi vì đã có rất nhiều tháng chúng ta ăn nằm ở về với cái mẫu cổ hoa của Đức. Nhớ không mọi người, nhớ không? Nhớ cái khoảng thời gian rất là vui vẻ khi cầm mẫu cổ hoa, rèn mẫu cổ hoa không? Those time. Thì mọi người vẫn ở đây nha. Rồi, vũ tài. Vãi tù. Cho mà danh dự, tại vì thật ra là vũ tài vẫn có thể sử dụng cho một đội hình duy nhất, đó là đội hình Razor Rainbow, Razor cầu vồng ấy, cầm vũ tài cũng khá khá ha. Rồi chúng ta có đại kiếm công thức là đi này, đại kiếm tây phong, cái này là đại kiếm tây phong chứ mà đại kiếm công thức nhé, đại kiếm tây phong cũng đi luôn. Đại kiếm tế lễ cũng tạm, cho ví dụ như cho Bido chẳng hạn đi, đại kiếm tế lễ cũng được.
Rồi rồi. Kiếm ly cốt. Ly cốt thì mình để nó ok. Bởi vì thật ra tới bây giờ những con trọng kiếm vẫn cầm, bất kỳ con trọng kiếm nào vẫn cầm cái này được. Được được hết. Ok trên nhá. Chỉ có điều là cây này á, nó là cây battle pass, cho nên là các bạn vẫn phải tốn thời gian và tiền bạc mà thôi. Rồi. Thuyết vừa thiên ngân. Này Yula. Anh em nào cầm Yula ra cho xin cánh tay nào. Thuyết vừa thiên ngân. Mày không thể thoát khỏi cái khu đê này đâu con à. SSS à. Những cái cây mà nó mang tính huyền thoại như thế này. Chắc mình đã chi ân. Nhưng mà chi ân bằng đê á. Rồi. Cái lưỡi cưa. Mà mấy cái lưỡi cưa. Cây cái gì nhỉ? Gậy đàm phán. Cái này là cây trong Battle Pass luôn. Sau khi bị gắn ấn nguyên tố hỏa, tấn công tăng. Sau khi gắn thủy băng lôi thảo, tăng sát thương tất cả nguyên tố. Nhưng mà cây này lại không chứng minh được gì hết. Ý đất tiếc mày cũng ở đây luôn. Rồi. Nào. Nếu có một nơi để chúng ta tôn vinh Nếu có một nơi để mà đâu rồi? Để mà chúng ta tôn vinh chữ F. Đâu rồi? Chữ F. Chúng ta sẽ dành tặng cho Kim Chun. Đây. Tôi xin dành một chữ F cao quý cho kiếm chuông. SSS tiếp à. Bài trừ nó cho tôi nha. Rồi bóng tối thủy triều. Sau khi nhận chị đã tấn công tăng. Cái này cũng phế y chang. D. Nào, chúng ta tới nào. Chúng ta tới với quá khứ này. Kiếm bạch ảnh. Bạch ảnh. Bạch ảnh ở đâu ạ? Bạch ảnh sẽ ở C. Cũng tạm nha. Tại vì yeah, chúng ta vẫn có hai nhân vật Noel và Ito. Vẫn cầm cái này được. Và kiếm răng cưa cốt xuống. Mấy cưa cầm tay nhầm lộn kiếm răng cưa lộn kiếm. Option này thì vớt nha. Xuống đê luôn. Rất nhiều trọng kiếm xuống đê nha các bạn. Và cuối cùng cây này thì ra ở đê luôn. Cây mà ma bá vương tối thượng siêu cấp ma kiếm. Đê. Rồi bây giờ cho trọng kiếm. Giờ năm sau. Đầu tiên là cây trấn của Địa Gia. Cây này á thì mình đánh giá nó rất là ngon. Mình sẽ để nó ở đuôi A. Vì lý do là option của nó rất ngon. Chỉ vấn đề là nếu như cái cây này là một cây thương hoặc một cây kiếm đơn, mình còn để cao hơn nữa. Nhưng bởi vì nó là cây trọng kiếm các bạn, nên nó sẽ ở đuôi A. Rất tiếc là chưa có một nhân vật trọng kiếm nào đủ mạnh, đủ bá để mình đến cầm cái đó cả. Tiếp theo, xích giác phá thạch đao. Xích giác phá thạch đao thì cây này
thì cũng đuôi luôn, cũng đuôi luôn, thua cây này chút xíu, không đa dụng bằng cây này đó, cho Ito thôi, còn ai nữa. Rồi thiên không kiêu ngạo, tôi chỉ thấy sự trầm cảm khi tôi roll ra nó thôi các bạn ạ. À. Rồi cuối tiếp theo là Trấn Du La. Trấn Du La, cái trấn này mạnh cho Du La đau ví người chơi, mình sẽ để đây, nó mạnh, nó mạnh thật. Rồi tiếp theo sẽ là kiếm vô công. Ở mức cũng tạm nhé, ngang mấy này. Và chỗ này mình cũng sẽ để kiếm chó luôn. Mình sẽ để kiếm chó ở chỗ này luôn. Hơn hơn kiếm vô công chút xíu, kiếm chó thì sẽ hợp cho đi lúc. Mà nó cũng... Ơ? À, nhầm nhầm nhầm. B, ok thôi. Nằm sợ mất. Cái này là ok. Cái này cũng tạm. Rồi. Và cuối cùng, cây trấn của... gì đó. Cây trấn của Navia. Thì... ở A. Ngang với những cái cây này thôi, chứ nó cũng không phải là có xuất sắc. Rồi, và đó là tier list 4.6 của chúng ta, tier list về vũ khí 4 sao và 5 sao. Đáng lý của Kinh là vũ. Chúng ta có 5 cây mạnh vơ lờ, chục cây thuộc hạng A, bao gồm đa số các cây 5 sao. Chúng ta có rất nhiều cây hạng B, rất nhiều cây hạng C 4 sao và đa, và hạng C cũng có, hạng D cũng có 5 sao ở dưới này. Ba cây này là ba cây D này, đấy xã hội này. Và trên hết, chúng ta có một đại diện TF là cái kiếm chuông. Rồi. Và đó là tier list của chúng ta ha. Mình cho nên là những cái cây này hôm nay là cái cây mà các bạn có thể roll. Banner thấy nó mà cần thì roll. Banner thấy là những cây A này là các bạn có thể cân nhắc roll. Banner mà S cho lên ấy. Và banner mà các bạn thấy những cây C này, ví dụ như hai cây này này, thì né nhá.